Xin chào các bạn. Hiện nay thì có rất nhiều nhà đang dùng máy giặt lồng ngang. Tỷ lệ dùng máy giặt lồng ngang rất là cao nhé. Bởi vì là cái giá thành của máy giặt lồng ngang bây giờ nó cũng rẻ hơn rất nhiều so với ngày xưa rồi. Nhưng mà có một cái hiện tượng mà các máy giặt lồng ngang hay gặp, đấy là sau một thời gian sử dụng, các nhà là dùng thường bị mốc cái gioăng. Mốc cái gioăng lồng ngang này này, mốc cái gioăng cửa này này. Đấy. Thì các bạn xem hộ mình xem có đúng không nhá. Tại vì là hầu hết các nhà mình gặp ấy đều bị cái hiện tượng là mốc cái gioăng này. Đấy. Đây các bạn nhìn nhá. Đây. 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 Đấy. Các cái phần gioăng này đều bị mốc này. Đấy. Bên trong này. Đấy. Thì cái hiện tượng mốc này thì một phần là do nhiều nhà giặt xong và đóng cửa, và cũng có hiện tượng đấy, cũng đấy là một phần thôi, còn một phần là do là cái nước nó vẫn còn đọng ở trong này, nên là nó dẫn tới là cái việc là nó bị, nó không khô được hết và nó bị mốc. Thì cái này thì không thể tránh khỏi được nhé các bạn nhé. Đấy. Cái này không thể tránh khỏi được, bởi vì là tỷ lệ các nhà là hầu như nhà nào mình gặp cũng bị. Thì trước đây mình cũng có đặt một số các cái dung dịch, cái hóa chất về để mình tẩy cái mốc này, nhưng mà không được. Thì cái hôm nay mình có đặt ở trên Shopee này, cái loại này đây nhá. Trên nó có chữ LKB này, các bạn có thể search trên Shopee này. Cái tỷ lệ đặt hàng rất là cao, thì mình cũng có đặt về và mình bôi thử. Đây, mình bôi thử lúc nãy đây. Mình bôi thử trước 15 phút đây. Đây các bạn nhìn thấy, cái lúc nãy cái vết mốc nó rất là to. Mình bôi thử và bây giờ mình sẽ lau cho các bạn xem nhé. Mình thấy khá là ổn nên mình quyết định mình quay video để giới thiệu với các bạn. Đây. Đấy. Trắng này nhá. Đấy. Trắng khá là ok đấy. Và nó có mùi như kiểu da ven các bạn. Nên là mình phải đeo găng tay vào cho chắc ăn. Đây này. Bôi ra đây. Đấy, nó bôi ra này. Nó ra cái màu như kiểu nâu nâu này. Đây, chỗ này mình cũng bôi một tí, còn thừa lại một tí này. Đây, các bạn nhìn này. Đấy. Khác hẳn luôn này. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành bôi hết toàn bộ nhá. Bạn nhìn nhá, đây này. Mốc này, mốc đen vào này. Đấy. Cái chỗ này nó hơi tối nên là bắt nét nó hơi kém. Bắt nét quay bằng điện thoại nó bắt nét hơi kém nhá. Đây, các bạn cứ hình dung để nó mốc hết này. Đây. Chỗ nào nó cũng mốc. Đấy. Bây giờ mình đặt về hai lọ nhé. Đây, cái lúc nãy mình đã bóp thử ra. Bây giờ mình sẽ bôi toàn bộ luôn. Và tí các bạn, cái này là sau 15 phút là mình đã thấy có sự khác biệt nhé. Đây, bây giờ mình sẽ quay như này. Đấy. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nhá. Đây, mình sẽ bôi hết toàn bộ luôn. Đây, cái bên trong này còn mấy bị nặng này các bạn này. Bên trong cái gioăng bên trong này này. Đây này. Ấy. Các bạn nhìn thấy đen chưa? Cực kỳ bẩn luôn ấy. Tại sao mà quần áo nó cứ hôi? Cái này nó dạng như kiểu gheo ấy các bạn. Nếu mà gửi gần nó sẽ có mùi như mùi da ven. Nó dạng hóa chất nên là các bạn cứ cẩn thận, thì các bạn cứ nên phải đeo găng tay vào. Đây mình đeo găng tay hai lớp luôn. Giá của cái này nó đâu đấy nó có rơi vào tầm 20 mấy nghìn một cái thôi các bạn. Khá là hợp lý.
Đấy, cái này các bạn nhìn bên trong rất là bẩn này. Đấy, nguyên nhân tại sao mà dẫn tới nó bị hôi ấy. Hôi quần áo ấy. Rồi, như vậy là mình đã xong. Mình sẽ đợi khoảng tầm 15 phút nhé. Một cái tip này mình vệ sinh hết luôn trong một lần các bạn. Thực ra thì do là cái rong của nhà mình nó bị mốc quá nặng nên là mình... A few moments later. Như vậy là mình đã đợi khoảng tầm hơn 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành lau bỏ đi nhá. Vừa nãy mình phát hiện ra là cái bẩn đấy nó không phải là nó bám vào cái vải đen này đâu các bạn ạ, mà cái chất này cái chất tẩy này nó có khả năng ăn mòn cực mạnh nhé, nên là khi mà cầm vào cái tay mình nó có cái thuốc tẩy, mình cầm vào cái vải đen này cái là nó đã bị đổi màu luôn này. Đấy, mình vừa cầm vào thôi mà nó chuyển thành cái màu khác rồi. Đấy, này sạch hết luôn này. Đây cả cái phần cái điểm tì của răng này nhé, nãy mình bôi một chút vào đây này. Đây bên chỗ này đen đúng không? Đấy, đây lau sạch luôn. Chứng tỏ cái này rất là hiệu quả đấy. Do cách mình bôi nữa thôi, mình bôi làm sao nó cho nó đều nhau thì nó sẽ sạch đều. Đây cái phần cánh này lúc nãy nó cũng bị mốc chỗ phần giáp kính với lại chỗ nhựa này, mình bôi một chút này cũng sạch luôn các bạn. Đây, trong này là mình thấy sạch là phải đến tầm 90% đấy. Do cách mình bôi nữa thôi. Cách mình bôi làm sao cho nó chuẩn nữa thôi. Đây. Các bạn nhìn nhé. Đây cái phần chỗ này này. Và lúc nãy này. Nó rất là đen. Đây, bây giờ nó sạch như này. Đấy, còn cái phần chỗ dưới này là nó chưa sạch được lắm bởi vì là mình có thể mình bôi nó không chuẩn. Nhưng mà đây, các cái viền này, nó bay hết nhá. Viền này bay hết này. Đấy, rất là hiệu quả, xứng đáng với giá tiền. Nói chung là xứng đáng với giá tiền. Rồi, như vậy là mình đã review cho các bạn cái... chất tẩy rửa này nhá. Đây mình dơ lại cho các bạn xem để các bạn có thể tự đặt trên Shopee này. Đấy, trên này có chữ LKB này. Các bạn cứ search chất tẩy rửa răng máy giặt nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu các bạn thấy nội dung này hay, nhớ
like và đăng ký kênh hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.